Kính thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi gửi đến quý vị một trong những ngày hội lớn của cộng đồng người Việt của chúng ta, đặc biệt nói riêng ở quận Cam và toàn tất cả các nơi ở hải ngoại. Thưa ông Chủ tịch với là cô Mai Ly, thế thì đến bây giờ đi vào thực tế, chúng tôi những người muốn tham dự diễn hành, chúng tôi phải làm cái điều gì đó? Vâng, thưa quý vị muốn nộp đơn đi diễn hành thì rất là dễ. Cái đơn để nộp để mà điền đó nó chỉ có một trang thôi và có ở trên trang mạng của chúng tôi là diễn hành tết.org, tức là ORG đó, hoặc là tetparade.org cũng được. Quý vị lên trên đó download, mang nó về và điền vào rồi mang đến văn phòng cộng đồng của chúng tôi ở địa chỉ 13127 Brookhurst Street để mà nộp đơn. Lệ phí rất là đơn giản, là hội từ thiện non-profit là 300 đô la để đi diễn hành và cho các cơ sở thương mại là 600 đô la. Thì quý vị điền đơn mang cái check đến cho chúng tôi để chúng tôi sắp xếp cho quý vị đi diễn hành. Thưa quý vị, chúng tôi rất là mong có được cái sự hưởng ứng đông đảo của tất cả quý vị để chúng ta cùng tưng bừng đón chào mùa xuân mới trên đại lộ Bông Sa, cái rồi Sài Gòn của chúng ta. Mai Ly hỏi thăm là ai cũng đi được hay như thế nào? Tức là những anh chị ca sĩ có một cái đoàn riêng hay là có những người mà họ làm business, tức là ai cũng đi được hay hay như thế Bất nào cứ thưa anh? ai cũng đi được thưa chị, chỉ có chúng tôi có một, tại vì đây cũng dù gì cũng là một cái tổ chức riêng tư của cộng đồng của chúng ta, thành thử ra chúng tôi có một số những yêu cầu là đi thì phải tôn trọng cái những cái điều lệ chung nhỏ nhỏ của chúng tôi thôi, trong đó là không có những cái việc là làm gì mà nó có vẻ phạm thuần phong mỹ tục, hoặc là những cái việc làm mà nó liên quan đến nhà cầm quyền của Cộng sản Việt Nam thì chúng tôi không chấp nhận. Vâng, như vậy là nếu muốn tham gia diễn hành, việc trước tiên là phải liên lạc với ban tổ chức, Dạ đúng sau như đó vậy. điền một cái đơn, ký một cái check, nếu là cơ sở tư nhân thì 300 đồng, mà cơ sở thương mại thì ký một cái check 600 đồng, còn như tiệm vàng cô Mai Ly thì ký một cái check 6 ngàn, phải không? Phải không cô Mai Ly? Mai Ly cũng đã cho rất nhiều cho anh, thì lát nữa chúng ta qua cái phần mà xổ số tưng bừng sẽ thấy được cái sự đóng góp của tiệm vàng Mai Ly từ nhiều năm nay. Thế thì đó là việc trước tiên là để làm sao để tham dự diễn hành. Năm nay cái cuộc diễn hành của người Việt chúng ta trên đại lộ Bô Sa nó mang cái chủ đích gì? Nó mang cái gọi là cái tiêu đề, tiêu biểu cho cái tiêu đề mục đích mà hôm nay chúng ta diễn hành là gì đó? Chúng tôi muốn nói lên như quý vị là chúng tôi muốn nói lên cái sự lớn mạnh và cái sự trưởng thành, cái sự những cái việc mà chúng ta đã làm được ở cộng đồng hải ngoại. Và cái chủ đề năm nay của chúng tôi đưa ra là Xuân quyết thắng. Quyết thắng đây nó có nhiều cái lý do. Chúng tôi quyết thắng trong vấn đề thương trường và chúng ta quyết xây dựng cái cộng đồng chúng ta nó lớn mạnh. Và chúng tôi nghĩ đến chuyện đó và nghĩ đến cái thảm cảnh ở quê nhà hiện giờ là Trung Cộng đang lấn lướt lãnh hải của chúng ta, qua chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa chúng ta. Chúng tôi muốn nhắc lại cái tinh thần quyết thắng vào năm 1974 khi Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nhất quyết đánh quân Trung Cộng để mà giữ lại Hoàng Sa. Và trong cái trận đánh đó chúng ta đã oanh liệt bắn được chìm 3 khu trục hạm của Trung Cộng và làm thiệt hại rất nhiều sĩ quan, kể cả một số đề đốc của Hải quân Trung Cộng. Bên chúng ta thì phải rất đau lòng là phải hy sinh một con tàu, đó là con tàu Nhật Tảo HQ-10. Và cái vị đề đốc của tàu đó đã hy sinh cùng với lại 74 vị hải quân, sĩ quan hải quân cũng như thủy thủ hải quân chúng ta. Thì năm nay chúng tôi thực hiện con tàu rất là quy mô. Xe hoa của ban tổ chức năm nay phối hợp cùng với lại Hội Cửu Long Hải quân Việt Nam cũng như là Câu lạc bộ Đoàn viên Hải quân, và anh sĩ quan Nguyễn Ngọc Bạch là người đứng ra thực hiện cái con tàu này. Thì con tàu của chúng tôi sẽ dài đến 55 feet, rất là lớn, bề ngang tới gần 10 feet. Quý vị thấy rất là đẹp, giống y chang như con tàu thật, từng từng chi tiết một, có kể cả có đại bác, có đại liên, vân vân. Thì trên con tàu này sẽ có khoảng mười mấy vị sĩ quan hải quân mặc quân phục hải quân đứng trên đó để đi diễn hành, thưa thưa anh. Vâng, tuy nhiên là chủ đề năm nay sẽ là mùa xuân chiến thắng. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì quý vị cùng với chúng tôi qua kênh 56.7 để rồi quý vị theo dõi một cái chương trình mà chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ truyền lại tất cả những cái sự kiện hôm nay cho những người bạn của quý vị. Và chúng tôi hy vọng rằng ngày hôm, thứ mấy anh, thứ mấy là ngày diễn hành, lúc mấy giờ? Ngày thứ bảy mùng 2 Tết, tức là ngày 17 tháng 2,
Và cái đoàn diễn hành năm nay chúng tôi cố gắng sẽ đi bắt đầu diễn hành đúng giờ là 9 giờ sáng. 9 giờ sáng, thế mấy giờ là đóng cửa trên cái con đường này? 12 giờ, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa là diễn hành. Không, nhưng mà đằng sớm mấy giờ là đóng cửa đường để cho người ta vào được? Từ 7 giờ sáng là thành phố sẽ bắt đầu đóng đường, 7 giờ sáng ngày thứ bảy, và cho đến 1 giờ trưa là những cái đoạn đóng đường đó sẽ được mở ra để cho xe cộ lưu thông trở lại. Vâng, kính thưa quý vị, đương nhiên là vào ngày thứ bảy anh ha. Thứ bảy thưa anh. Vâng, quý vị, năm nay Tết Mậu Tuất ngày thứ bảy mùng 2 Tết đó là ngày tốt nhất để xuất hành quý vị. Quý vị đến con đường Bồ Sa cùng với gia đình quý vị, cùng với bạn bè của quý vị, và mời tất cả những người bạn xứ ở đây đến để họ chia vui với một cái ngày truyền thống đại lễ của dân tộc chúng ta, đó là ngày Tết Nguyên Đán. Và quý vị, như lời của ông chủ tịch cộng đồng cho biết rằng là 7 giờ thì họ sẽ đóng đường, quý vị đến sớm, quý vị đứng hai bên đường che dù che ô cho khỏi bị nắng, và quý vị vui một cái ngày vui đặc biệt với cộng đồng người Việt chúng ta, đó là ngày hội Tết Nguyên Đán, thì hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ có một cái niềm vui chung. Thưa anh vừa nói cái chủ đích của chương trình thế diễn hành năm nay, những cái hội phụ nữ đi có nhiều không thưa cô Mai Ly? Cô kêu gọi có đi đông không? Chắc chắn là chắc nhiều đó thưa anh Trọng, là bởi vì năm nào Mai Ly cũng thấy rất là nhiều hội đoàn, vâng. Hầu như là mấy chị đi nhiều hơn mấy anh. Wow, wow. Thành thử ra Mai Ly nghĩ là năm nay chắc có thể là Mai Ly sẽ kêu gọi tất cả những chị em phụ nữ nào mà nếu mà đã tới đây rồi, cái truyền thống văn hóa của mình không phải làm bây giờ mà mình làm để lại cho con em của mình, vâng, sau này. Lý do Mai Ly có hai đứa con, nhưng mà Mai Ly rất là thích là tất cả những ai mà có con đó, thì những cái gì mà anh chị em đi trước thì muốn con em của mình nối tiếp theo sau. Wow. Đó, là bởi vì ở mình không những ở Lứa Đưa Sài Gòn có tiếng nói lắm anh, nhưng mà ở khắp nơi là Mai Ly biết là mấy chị phụ nữ tối ngày cứ đi làm về rồi ở nhà, nhưng mà khi mà qua Cali, Mai Ly cũng nên kêu gọi quý vị khi mà Tết Nguyên Đán, Tết Việt Nam của mình, quý anh chị ở khắp nơi về khu Lứa Đưa Sài Gòn chơi vui lắm. Hầu như là bây giờ vui hơn ở Việt Nam. Mai Ly nghe tin đồn là ở khắp nơi đó thưa anh, ở tất cả các tiểu bang đó, họ nói ở Phước Lộc Thọ đốt tiền, nhưng mà không phải đốt tiền mà là đốt pháo. Quý vị về khu Lứa Đưa Sài Gòn chơi, nhất là món ăn, tất cả những món ăn ở Việt Nam ở khu Lứa Đưa ngon lắm mà rẻ nữa. Vâng. Rồi về đây chơi, quý vị còn đi xem diễn hành Tết, rồi còn xem đốt pháo nguyên một cái con đường Bô Sa, toàn là tất cả cửa tiệm tên toàn là Việt Nam như là ở Sài Gòn. Mai Ly được biết là ở đây là Sài Gòn 2 của Việt Nam mình. Kính thưa quý vị, sau 43 năm chúng ta luôn luôn giữ vững được cái truyền thống văn hóa của chúng ta, thì ngày thứ bảy tới đây quý vị cùng với gia đình quý vị tham gia đi đến để tham dự diễn hành. Là dĩ nhiên tất cả các đài truyền hình họ sẽ có chiếu những cái buổi trực tiếp truyền hình về cái ngày diễn hành. Tuy nhiên quý vị phải đến, quý vị phải nói bạn bè quý vị đến, quý vị phải biểu dương cái tinh thần của người Việt chúng ta với ban tổ chức, họ đã dày công hết sức. Đó là một trong những ngày vui với nhau, hòa bình với nhau, thân thiện với nhau, yêu thương nhau, và là một trong những ngày để nói lên cái tình của người, tính tình của người Việt Nam chúng ta quan trọng và luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến quê hương dân tộc và cái văn hóa của chúng ta dù bất kỳ chúng ta ở nơi nào. Thưa anh Phát V là cô Mai Ly, một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều đã đưa đến tất cả những tin tức mà chúng tôi muốn gửi đến quý khán thính giả. Nhưng mà tất cả những cái công việc chuẩn bị cho cái ngày hội Tết diễn hành Tết Nguyên Đán với chính quyền địa phương đã xong hết chưa thưa anh? Chúng tôi vào chiều ngày hôm nay sẽ họp buổi họp đầu tiên với lại nhân viên của thành phố Westminster. Vào ngày thứ hai vừa qua, cách đây mấy ngày, chúng tôi đã nộp trả cho thành phố Westminster một cái cash check là 63.000. Thế tại sao phải nạp 63.000 đấy? Tôi cũng rất là rầu rĩ với chuyện này và yêu cầu thành phố đừng có tính tiền cộng đồng chúng ta nhiều quá. Nhưng mà thành phố Westminster nói rằng là mọi năm, mấy năm vừa qua thành phố thâm thủng ngân quỹ, không có tiền, thành ra họp với lại nhân viên của thành phố cũng phải bị tính tiền, trả tiền cho nhân viên anh. Chiều nay tôi họp với thành phố, nếu mà có 10 nhân viên thành phố họp thì cộng đồng chúng ta phải trả tiền cho họ những cái giờ họ họp với chúng ta. Và ngày hôm đó cảnh sát phải huy động, cảnh sát huy động nhân viên thành phố đóng đường giữ an ninh rất là nhiều, chúng ta phải trả tiền họ làm overtime. Thì lẽ dĩ nhiên cảnh sát thì chúng ta phải đóng, nhưng mà với cái lần, những lần họp với những ấy thì đó là việc của cộng đồng người Việt chúng ta ở đây với thành phố này nó lớn đến như thế nào, mà hôm nay đây là thủ đô của người tị nạn chúng ta nữa, mà như vậy thì
Trời ơi, sao đóng tiền cho luật sư nhiều, đóng tiền cho tờ Orange Voice nhiều, mà đến cái lúc cộng đồng cần sử dụng tiền thì lại phải bắt cộng đồng tiền. Thì cái điều này tại sao phải đóng cho ông Kevin 500 ngàn luôn, mà cái tiền đó không để dành cho đi đó diễn hành Tết này. Nào chắc là quý vị phải xem lại cho tội nghiệp người, cộng đồng người Việt. Quý vị sống với người, cộng đồng người Việt chúng tôi bầu quý vị phải làm sao tranh đấu cho tiếng nói của chúng tôi có một ngày hội diễn hành mà nhiều tiền quá. Năm ngoái chúng tôi trả cho thành phố Westminster 65 ngàn, thì chúng tôi cũng có nhờ xin giúp chút ít thì được bớt 5.000 mốt, thành ra còn lại 64.900. Thì hy vọng năm nay thành phố Westminster có nhiều tiền hơn thì bớt cho chúng tôi chút thêm chút nữa để chúng tôi dùng cái tiền đó lo cái vấn đề tổ chức cho nó hay hơn, cho nó đẹp hơn. Vâng, kính thưa quý vị, diễn hành Tết đâu có làm lợi, đâu có ra tiền đâu. Cái này là một cái nét truyền thống, và thành phố Westminster cơ hội này tôi nghĩ thành phố phải bỏ tiền ra. Có như vậy khách du lịch mới đến đây mang lại cái kinh tế cho thành phố. Tại sao thành phố lại trạp tiền nhiều như vậy? Chúng tôi hy vọng rằng ông thị trưởng hoặc là tất cả nghị viên phải nói tiếng nói đó cho tất cả người dân ở đây nghe về cái sự việc này. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.